Xin chào các bạn, Hà Thương rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin hàng ngày của Knews 24 giờ. Và hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý mà không thể bỏ qua? Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi nhé. Chuyện đụng hàng của giới nghệ sĩ ở các show âm nhạc đôi khi là chuyện tình cờ và đôi khi họ cũng diện chung quần áo với nhau là thật. Nói có sách mách có chứng. Cựu idol nhà Blady, Tina hay còn gọi là Chris Taipak hoặc Subin sẽ kể cho bạn nghe về nỗi ám ảnh chung đụng này. Quần áo, phụ kiện, giày dép, idol thường diện được chia làm vài nhóm. Nếu đó là đồ các hãng tài trợ thì ok, họ có thể giữ và tái sử dụng tùy mục đích. Tuy nhiên, nếu đó là đồ do công ty chủ quản bỏ tiền túi để mua cho gà nhà, thì idol sẽ không được độc chiếm nữa, mà phải luân phiên sử dụng với những idol khác cùng đế chế. Và đôi khi phải chung đụng với nhau thì yếu tố vệ sinh cũng sẽ giảm đi đáng kể. Tình trạng này xảy đến nhiều nhất với các item như trang sức hay giày dép. Thông thường, các loại vòng vèo, khuyên tai hay nhẫn sẽ không được lau rửa sạch sẽ sau mỗi lần sử dụng. Stylist chỉ đơn thuần là cho hết những món đồ ấy vào túi, rồi cất nhanh vào tủ mà thôi. Họ tuyệt nhiên không có thêm bất kỳ thao tác làm sạch nào. Thành thử, ai dùng sau thì người ấy lãnh đủ. Nhất là với những người có làn da nhạy cảm thì mọi việc càng khốn khổ hơn nữa. Cực chẳng đã, Tina kể rằng cô luôn phải mang theo giấy ướt trong túi để dễ bề lau chùi trước khi ướm chúng lên người. Nói đi cũng phải nói lại, trang sức bẩn một chút thì có thể dễ dàng xử lý. Chứ quần áo hôi hám mà không được giặt rũ sạch sẽ thì đúng là nghiệt ngã cuộc đời. Sẽ là đáng sợ vô cùng tận nếu bạn vớ phải outfit của một idol nhiều mồ hôi. Mùi mồ hôi ấy giờ nhắc lại, cô nàng Tina vẫn cảm thấy rùng mình. Tất nhiên, việc cho idol dùng chung đồ với nhau cũng có một số mặt lợi nhất định, ví dụ như tiết kiệm ngân sách cho công ty hay thân thiện hơn với môi trường, nhưng việc không vệ sinh đồ đạc sạch sẽ thì khó có thể biện minh được. Để tôn lên được đường cong vạn người mê, thần thái và khí chất đỉnh cao thì ngoài tóc tai, make up, trang phục là điều quan trọng nhất với idol. Những bộ đồ họ mặc khi biểu diễn, quay chụp gần như được dân tình mê đắm mê đuối. Đặc biệt đến vậy cơ mà, liệu giới idol có giữ lại quần áo sau khi đã mặc hay không? Đây chính là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra trên kênh YouTube của cựu thành viên nhóm nhạc Blady Tina. Và theo chia sẻ từ nàng cựu idol này thì việc giữ lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn gốc của bộ đồ đó. Đồ công ty mua. Các công ty giải trí sẽ cung cấp một khoản tiền cho stylist để mua sắm quần áo biểu diễn cho idol. Tùy vào tài chính của công ty mà khoản tiền này có thể rất lớn, nhưng cũng có thể chỉ khiêm tốn thôi. Đó là lý do tại sao luôn thấy những nhóm nhạc từ công ty nhỏ diện những item có giá trị tương đối thấp. Và tuy nhiên, nếu đã mua bằng tiền của công ty thì những bộ trang phục sau đó sẽ được hoàn trả lại. Các idol không được phép giữ lại quần áo. Công ty sau đó dùng chúng cho những sự kiện trong tương lai hoặc xoay vòng sử dụng cho các thần tượng khác. Đồ thiết kế. Trong trường hợp quần áo có sẵn trên thị trường không phù hợp với concept, stylist sẽ đặt may riêng theo nhu cầu hoặc tự tay điều chỉnh từ những trang phục gốc để cho ra đời những thành quả ưng ý nhất. Điều này không những đạt hiệu quả phù hợp tối ưu mà còn tạo nên sự độc đáo, cá tính cho từng set đồ. Các thần tượng vì thế cũng tái sử dụng những bộ đồ này trong khá nhiều sự kiện nên họ không cần phải nặng nhọc mang về nhà làm gì mà chỉ cần để ở công ty rồi có dịp thì lôi ra mặc là xong. Đồ tài trợ. Việc các thần tượng diện lên mình những bộ đồ trang phục được tài trợ bởi chính thương hiệu danh tiếng hẳn không có gì xa lạ. Không chỉ quần áo, giày dép và túi sách mới là thứ xuất hiện ầm ầm trên trang cá nhân của các nghệ sĩ khi mà họ đồng ý quảng bá cho một thương hiệu nào đó. Tina chia sẻ rằng, idol có thể giữ lại bất cứ sản phẩm tài trợ nào chỉ cần là họ thích, và tuyệt vời biết bao nhiêu khi chúng đến từ các thương hiệu xa xỉ như Dior, Gucci, Burberry, v.v. Vì thế mà chúng ta cứ thấy tần suất các idol diện đồ hiệu đến chóng mặt và tủ đồ của họ cứ thế tăng lên ngày càng nhiều. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của Knews 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.